tảng đá chúng ta thấy đấy, là ghi trên tảng đá là có 10 dòng chữ trăm cổ. Và cái nội dung thì hiện nay chúng tôi phối hợp với chỗ trường Biển Đông Bắc Cổ đã dập và đăng dịch. Ở đây thì chúng ta thấy là cái bản bia Thành Đức này nó liên quan đến các cái di tích Chăm Pa ở đây mà chúng tôi đã khảo sát và phát hiện. Về mặt cái bia phía Chăm Pa thì chúng ta đã biết thì nó có hai loại hình. Một là khác trên cái đá tự nhiên ở ngoài trời. Và loại hình này thì chúng ta biết là ở văn bia Võ Cảnh ở Khánh Hòa đó, là cũng là cái văn bia khác trên đá ngoài trời. Ở đó là ghi cái nội dung về cái một vị vua tên là Srimara là lập quốc vào năm 192, tức là sau Công Nguyên. Cái văn bia Võ Cảnh ấy là nói về sự lập quốc của vị vua Srimara. Tức người ta mới tương cho rằng là Srimara tức là cái tương ứng với cái vị vua trong cái Hậu Hán Thư ghi, và đó là Khu Liên. Thì như vậy thì cái văn bia Võ Cảnh ấy ngoài trời là ghi chép về lịch sử đó. Và cái loại hình văn bia đó thì ở Quảng Ngãi này, thì ở Thành Đức này là cũng tận đó chúng ta thấy đấy. Chiều ngon cái khoảng 1m2 ấy. Chiều ngon 1m2. Chiều dạp lại cái khoảng 1m5. Ở phía tây bắc ấy, của cái bia này thì ở trên cái đỉnh núi cũng có độ cao cũng tương đối cao, gọi là núi Trụ Bồ. Và cả cái núi Ông Tàu và núi Gò Bà Quách. Thế thì chúng tôi khảo sát này có những cái dấu tích cư trú của người Chăm còn lại, và kể cả một hệ thống giếng nước cổ của người Chăm và cái hệ thống dẫn nước của người Chăm từ trên đỉnh núi dẫn nước xuống, và có cả một cái quần thể cái làng cư trú người Chăm. Qua đó thì chúng tôi phát hiện ra có một con đường đá xếp đá cổ cũng của người Chăm dẫn xuống cái khu vực có ven bia này. Và ở đây thì có thêm một cái giếng của người Chăm, và chúng ta đứng nhìn ra trước mặt thì một cái vũng biển gọi là vũng bàn. Vũng bàn thì cái vũng biển này cũng tương đối rộng, thì có thể là có cái thuyền buồm trước đây đó thì đã tạt vào đây để lấy nước ngọt ở đây. Và cái giếng nước ở đây cũng có thể phục vụ cho cái làng cổ người Chăm ở phía trên. Nếu mà cái giếng nước ở trên đó là thiếu hụt về nước thì người ta cũng thể lấy nước ở đây. Ở đây cả một không gian rộng hơn cả Đầm Ân Khê, cả Long Thạnh, cả Gò Ma Vương, cả Phú Khương của Sa Huỳnh ấy, và cả quần thể di tích Chăm ở đây ấy, thì nó hòa hợp làm một, và nó kế tiếp một cái truyền thống xuyên suốt từ Sa Huỳnh đến Chăm Pa mà không có dấu đứt nối. Cái năm 89 khi ta tỉnh ra đấy, tự nghỉ bình ra, thì tôi ra đến đây và chụp hình và đo đạc cái bia này, và nghiên cứu cái này thì lúc đó bia chữ cũng rất là sát nát, còn rõ. Đến giờ đấy thì chữ nó mòn, mờ. Và cái thứ hai là cái lớp vỏ đá chăn bia đấy, hồi đó là chưa có sự băm, thì bữa nay nó có sự nứt và băm ở dưới này, thì rõ ràng rằng hiện nay thì do tác động môi trường rất là lớn, nó có ảnh hưởng đến bia. Cái bia ký Chăm Thành Đức này, và chúng tôi xem nó là một cái di sản rất là giá trị, bởi vì nó là chữ Chăm cổ và nó nằm ở trong cái không gian của Sa Huỳnh này. Cái bia này được khắc ở trên cái loại đá Ba Giang mà nó không phải là trường tồn miên viễn, bởi vì khi mà cái lượng mưa axit mà nó lớn, mưa axit nó chứa axit thì lớp đá nó bị phong hóa, nó mềm mòn. Đây chúng ta thấy nè, nó đã băm rồi. Hình như là cái đây nó vẫn bị mờ đi rồi. Vâng, cái này đã mờ rồi đấy. Đấy, mờ, chúng ta thấy rõ ràng nó mờ rồi. Trước kia nó chữ rất là rõ, sắc nát, nhưng bây giờ nó mòn mờ rồi. Thì đây là chính cái vỏ này, vỏ bên ngoài. Và đây nó băm cái lớp băm cái vỏ bên ngoài. À. Chính cái vỏ bên ngoài này nó chứa đựng cái van bia. Đây là khi nó băm thế này nó giọt, nó trôi. Khi nó trôi nó băm tráp lại thì lần lần nó sẽ bị phong hóa. Dần dần nó lên, nó tác động lên. Như vậy do là tác động về nhiệt độ mưa nắng ấy, thì nó mới dẫn đến cái hiện tượng này. Mà nếu mà chúng ta không có cái mớ che thì đó nó sẽ mờ mòn. Cái thứ hai nữa là cái nhiệt độ mà nó cao quá đấy thì nó sinh ra nó nứt. Cho nên là vấn đề mà cấp thiết hiện nay là cần phải có cái nhà mớ che.